Diệu. Bà Thắm bắt treo cái bảng lên kìa, chị qua chị coi đi. Thôi kệ người ta, đâu có liên quan gì tới mình. Sao không chị? Đi coi đi, coi là biết liền hả? Đi. Chị Thắm. Hả? Cái bảng tên y chang của mình luôn á. Người ta hiểu lầm á. Bà cố tình chơi xấu mình mà. Ê, mày có biết đọc chữ không? Ai nói cái tên y chang? Cái này là giờ Vĩnh, Vĩnh Phong, chứ không phải là Vĩnh Phong, hiểu không? Nhưng mà khi á, người ở đây á, người ta cũng đọc là Vĩnh Phong. Hả? Chị đi thưa bả đi chị. Hả? Ngộ không? Tao muốn đặt tên gì đặt, kệ tao. Ê, có mua bản quyền không mà thưa tao mày? Chị... Ai nhìn vô cũng biết em cố tình làm vậy để khách nhầm lẫn. Chị cũng không muốn đập chén cơm của ai làm gì. Nhưng mà thường những cái chiêu trò manh mún không bao giờ khá nổi đâu. Thôi, chị đừng có lên giọng dạy đời. Lo mình đi ha. Thôi thôi về quán đi, đứng đây làm gì. Đi đi đi. Đúng là cái đồ ăn cháo đá bát. Ê cái con kia, tao làm công cho bả trả lương cho tao nha. Bả không cho tao miếng cháo không nào đâu mà đá bát nha mày. Thứ gì mà nín bờ riết cao không nổi. Đi. Kệ tôi. Thôi kệ người ta đi, đi về quán lo làm việc. Đi đi. Ê gâu 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 gâu. Tại có bả, tao lỡ lời, xin lỗi mày nha. Vậy là sao? Qua quán tao làm đi. Bữa hổm mày hứa với tao mày nhớ không? Lúc mà mày sắc đó. Cái gì? Mày hứa là tao mở quán mày đi theo tao bán. Theo tao đi, tao trả tiền gấp đôi cho. Trả lương gấp đôi hả? Thiệt không? Tao thề. Chị đợi đi, tôi sắp xếp xong tôi qua. Vậy nha. Ok, vậy nha. Chị Tuyết đúng là cao tay mà.